Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Bố mẹ Phùng Ngọc Huy đến đón La Vi về nuôi. Ngày nào bé cũng gọi FaceTime, nói chuyện với bố. Người thân cố diễn viên Mai Phương cho biết La Vi sẽ ở nhà ông bà nội trước khi theo Phùng Ngọc Huy sang Mỹ sống. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, thông tin con gái cô bé La Vi được nhiều khán giả quan tâm. Được biết, ca sĩ Phùng Ngọc Huy là bố của La Vi đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi con gái. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh nên anh chưa thể từ Mỹ về Việt Nam đón La Vi. Hiện tại con gái Mai Phương đang ở với quản lý, cũng là bảo mẫu của bé. Cuối tháng 4, ông bà nội sẽ đón La Vi về đoàn viên. Chia sẻ về tình hình của La Vi, người quản lý cho biết mỗi ngày cô bé vẫn gọi FaceTime cho bố. Cuối tháng này, bố mẹ Phùng Ngọc Huy sẽ đón La Vi về chăm sóc để đợi anh hoàn thành thủ tục về nước đón con gái. Trước đó, cô bé ngây thơ nghĩ rằng mẹ lên thiên đường, mẹ đang ngủ một giấc sâu, cần nghỉ ngơi vì bệnh tật. Gia đình Mai Phương cũng tránh đề cập hay giải thích với bé La Vi về sự ra đi của mẹ để cô bé có thể sống hồn nhiên vui vẻ trong những ngày vắng mẹ sắp tới. Về phía Phùng Ngọc Huy, sau cú sốc đã vực dậy tinh thần nhanh chóng đi làm để có thể lo cho con gái tốt hơn. Đồng thời anh từ chối tiếp nhận quỹ hỗ trợ cho La Vi. Số tiền mà Úc Thanh Vân nhận được từ các nghệ sĩ sẽ mở một tài khoản ngân hàng riêng và đến năm 18 tuổi cô bé sẽ được quyền quyết định. Như vậy La Vi vẫn khỏe mạnh trong tình yêu thương của bạn bè của diễn viên Mai Phương cũng như nhà bên nội. Cô bé sắp được Phùng Ngọc Huy đón sang Mỹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Quản lý của Mai Phương lên tiếng bênh vực ốc Thanh Vân và bảo như giữa tin bị tố dùng Mai Phương để PR anh Minh Nhật quản lý một thời của cố diễn viên Mai Phương luôn trân trọng tình cảm mà Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như dành cho mẹ con bé La Vi. Đã 3 tuần Mai Phương về với đất mẹ, sau những câu chuyện gắn liền với nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh vẫn khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào. Mới đây, anh Phạm Minh Nhật, quản lý một thời của cố diễn viên bất ngờ chia sẻ đoạn tin nhắn xúc động với Ốc Thanh Vân, tiết lộ tình cảm đặc biệt mà đàn chị dành cho con gái của Mai Phương, bé La Vi, trong cuộc trò chuyện, Vân Ốc tâm sự với quản lý của Mai Phương rằng, từ nay con chị uống sữa gì là vì uống sữa đó, cô la con gái Ốc Thanh Vân mặc gì là vì mặc cái đó, tụi nó có đồ chơi gì là vì có cái đó. "Chị thương lắm em ơi." Nghĩ đến chị ứa nước mắt. Khi nghe những lời gan ruột của đàn chị quản lý Mai Phương không giấu được xúc động. Chia sẻ với phóng viên, anh Minh Nhật cho hay Thực ra những chuyện riêng tư liên quan đến bé La Vi và chị Phương tôi không muốn công khai trên mạng. Nhưng có những người đang cố lèo lái dư luận theo hướng tích cực khiến tôi buộc phải lên tiếng. Tôi không muốn vì những luồng thông tin thất thiệt này mà khiến mọi người hiểu lầm chị ốc. Không chỉ tôi mà những người em, người bạn đồng hành với chị Mai Phương từ lúc chị phát hiện bệnh đến khi qua đời. Thực sự, nếu ai không có đủ tình yêu thương thì không thể đồng hành được với chị cho đến giây phút cuối cùng. Tôi không muốn những người tốt như chị Vân Ốc, chị Trương Bảo Như phải gặp sự cố, điều tiếng không hay. Quản lý Mai Phương chia sẻ thêm. Trước đó, ít ngày, Ốc Thanh Vân không giấu được bức xúc khi một diễn đàn tung tin cô mượn chuyện Mai Phương trục lợi, đánh bóng tên tuổi. Khẳng định sự việc là vu khống, xuyên tạc với những từ ngữ nặng nề, Ốc Thanh Vân cho biết sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ mọi chuyện và những chia sẻ xúc động của quản lý Mai Phương với đàn chị đã phần nào đập tan những tin đồn xấu bủa vây bà mẹ ba con. Bên cạnh đó, kể từ khi Mai Phương qua đời, quản lý cũ của cố nghệ sĩ khiến nhiều người xúc động khi hàng ngày vẫn chuẩn bị những bữa cơm chay để dâng đến người chị quá cố. Nói về điều này, anh Minh Nhật bày tỏ, thời gian sẽ giúp nỗi nhớ chị nguôi ngoai, nhưng mọi người vẫn xem sự ra đi của chị như một giấc mơ. Đối với chị Phương, cũng giống như chị em trong gia đình Tôi mong chị ở thế giới bên kia luôn vui vẻ Có được những bữa cơm đủ đầy Thế nên mỗi ngày tôi đều chuẩn bị mâm cơm chay chỉn chu dâng chị Tôi sẽ làm công việc này để 49 ngày chị mất Sau đó tôi sẽ đi chùa cầu nguyện Phát gạo từ thiện Đi phóng sinh Chỉ với mong muốn hồi hướng cho mẹ La Vi Mong chị ra đi thanh thản nhất Lúc sinh thời Mai Phương dù mang trọng bệnh Nhưng cố nghệ sĩ luôn cảm thấy hạnh phúc may mắn Vì được mọi người yêu thương Chăm sóc tận tình suốt chặng đường chống chọi với bạo bệnh cho tới lúc rời cõi tạm, bên cạnh Mai Phương luôn có sự hiện diện của bạn bè thân thiết. Trong đó, diễn viên MC Ốc Thanh Vân và ca sĩ Trương Bảo Như, những người quản lý, các cô bảo mẫu. Ai cũng mong rằng cô sẽ đón nhận được nhiều bình yên ở một thế giới khác. Mai Phương thuê luật sư kiện Nguyễn Sinh ra tòa Nguyễn Sinh vừa tiết lộ anh bị mẹ Mai Phương kiện vì sử dụng hình ảnh của bà khi chưa xin phép. Trên trang cá nhân của mình, hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin anh bị mẹ Mai Phương kiện. Theo đó anh tiết lộ rằng mẹ Mai Phương kiện mình vì sử dụng hình ảnh của bà nhưng chưa xin phép. Nguyễn Sinh viết Mẹ Mai Phương cầm tiền của bà con quyên góp cho Mai Phương để đi thuê luật sư kiện tôi. Bà kiện tôi với nội dung sử dụng hình ảnh của bà ấy nhưng chưa xin phép. Nguyễn xin giải thích thêm, báo chí trước khi tung phóng sự điều tra hay phản ánh một cá nhân, tổ chức nào đó sai phạm, họ có cần gọi trực tiếp cho cá thể đó xin phép không? Ví dụ như biết thằng A nó cầm đầu băng cướp, âm thầm đi xâm nhập và quay tất tần tật, sau đó về tòa soạn phải gọi cho nó và nói, anh à, em có thể sử dụng hình ảnh của anh đăng báo để công an bắt anh được không? Bắt cập ghê, nên nhớ trên lãnh thổ Việt Nam, mọi công dân đều có quyền phản ánh tố giác những hành vi vi phạm pháp luật. Nên nhớ trong clip tôi có phản ánh về hành vi gây dối trật tự công cộng và trực tiếp xâm phạm sức khỏe người khác của bà ta. Chính tôi là người chủ động kêu gọi các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ về hành vi của bà, kiện cái gì. Việc này cũng khá dễ dàng cho cơ quan chức năng vì họ chỉ cần chứng minh những hành vi của bà ta là đúng thì tôi sẽ là người sai khi sử dụng hình ảnh của bà. Anh cũng nhắc lại chuyện tịnh thất bồng lai. Cũng giống như bài của tỉnh thất Bồng Lai, lúc bị tôi đưa hết chứng cứ và xuất xứ của mấy đứa trẻ, thì chúng nó đòi kiện tôi tội xâm phạm đời tư, chứ chẳng ai dám nói tôi vu khống. Dưới sự cố vấn của hội thánh và mấy con lợn dân chủ phách, bà còn chuẩn bị lên tiếng vu khống và tố tôi đến nhà hành hung bà, trong khi tới thời điểm này tôi chưa gặp bà lần nào ngoài đời. Mọi người chuẩn bị xem hài kịch nhé, có khi tôi lại đăng tiếp các clip bà quậy phá trong bệnh viện để dư luận có cái nhìn trung thực. Bài viết của Nguyễn Sinh thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận với hàng trăm bình luận khác nhau, hầu hết chỉ trích mẹ của Mai Phương. Con gái mới mất, giờ đi lo kiện tụng, sao không dùng thời gian này để uh, cầu xin con gái mình được sớm siêu thoát và cháu mình được bình an nhỉ? Mẹ Mai Phương đang lẽ bây giờ phải ngồi nhà suy nghĩ dằn vặt lương tâm về những hành động gây ra cho con gái mình chứ, sao còn tinh thần đi kiện người ta này kia hả trời? Điều này chứng tỏ mẹ không bao giờ chịu nhận sai trong cách hành xử mẹ mai phương đang nghĩ những hành động tôn giáo của mình là tín ngưỡng nhưng thực chất nó đã bước qua làn danh của mê tín mất rồi nếu được thì chú nên có thêm một bài đầy đủ về vụ này nữa thôi nhiều hơn là sẽ câu like trên người đã mất theo suy nghĩ của nhiều người khác nếu được hơn một người nào đó có quan hệ mật thiết huyết thống hãy đưa đơn và làm quyết liệt để đòi lại sự công bằng nếu đó là sự cần thiết không mang tiếng bất hiếu cho mai phương và ổn định tâm lý cho la vi chắc chắn cơ quan chức năng sẽ phải làm công việc của mình Công chúng khi xem clip bà ta đã ngắn ngẩm rồi Phẫn nộ khi người mẹ đối xử với con mình như vậy Mà lại bệnh Mà căn bệnh đã dự được ngày chết nữa Bà ta làm vậy càng để nhiều người biết bà ta hơn Xúc động nhìn lại chuyện tình Mai Phương và Phùng Ngọc Huy qua những lần kết hợp đầy cảm xúc trong âm nhạc. Y Đài biết rằng Mai Phương và Phùng Ngọc Huy từng cho ra mắt khá nhiều dự án âm nhạc kết hợp cùng với nhau mặc dù đã khá lâu kể từ sự ra đi của Mai Phương, thế nhưng những câu chuyện bên lề liên quan đến cố diễn viên này vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi khán giả và người hâm mộ. Phùng Ngọc Huy có lẽ là một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất sau khi Mai Phương qua đời. Bởi câu chuyện tình yêu giang dở của cặp đôi này khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Y đài biết rằng trong quá khứ Phùng Ngọc Huy và Mai Phương từng có khá nhiều dự án âm nhạc kết hợp với nhau, nhưng do sự nghiệp cả hai thời điểm đó chưa thực sự nổi bật để được chú ý thời gian gần đây khán giả và người hâm mộ bắt đầu nghe lại những ca khúc mà trước đó phùng ngọc huy mai phương từng hợp tác với nhau cùng với đó là cảm xúc bồi hồi khó tả mặc dù được biết đến nhiều với vai trò diễn viên thế nhưng phùng ngọc huy và mai phương đều cùng nhau lấn sân âm nhạc đây có thể được xem là sự đa năng của hai người bởi xét về thời điểm đó khán giả cũng không đòi hỏi quá cao những tố chất của một ca sĩ như thời điểm hiện tại và may mắn thay, Phùng Ngọc Huy cũng như Mai Phương đều có cho mình những dự án âm nhạc ít nhiều ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Một số ca khúc kết hợp nổi bật của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy có thể kể đến như Bí mật trái tim, E ngại, Cảm giác luôn cần anh, sau một tình yêu. Điểm chung của những ca khúc này chính là giai điệu và ca từ vô cùng dễ nghe, dễ nhớ, phù hợp với thị hiếu khán giả thời điểm đó. Mặc dù không đạt lượt xem khủng, thế nhưng khi nhìn vào bình luận sẽ thấy được rằng khán giả dành tình cảm cho những sản phẩm này từ Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nhiều thế nào. Hình ảnh Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trong những dự án âm nhạc kết hợp luôn khiến cho người xem có cảm giác bồi hồi. Những phân cảnh tình tứ không thiếu và những lúc giàn vặt đau khổ ngập tràn trong một vài MV. Một số người cho rằng những sản phẩm âm nhạc mang cốt truyện buồn ít nhiều vận và chuyện tình Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Không chỉ trong sản phẩm âm nhạc, Phùng Ngọc Huy và Mai Phương thời điểm đó liên tục xuất hiện cùng nhau trên các sân khấu. Những phần trình diễn sôi động, mang đậm tinh thần tích cực, lạc quan của cả hai thực sự khiến khán giả cảm thấy nghẹn ngào. Có lẽ đây là những khoảnh khắc đẹp nhất của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy khi họ được cháy và được phiêu hết mình trên sân khấu, chứ không bị gò bó về diễn xuất như trong các MV. Những ngày gần đây, câu chuyện Phùng Ngọc Huy chính thức được công nhận quyền nuôi dưỡng La Vi khiến cộng đồng mạng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết lời tâm sự của nam diễn viên trước đó cũng khiến nhiều người nghẹn ngào bởi tình phụ tử thiêng liêng không kém bất cứ mối quan hệ nào trên đời. đặc biệt đoạn clip Phùng Ngọc Huy thể hiện ca khúc điều kỳ diệu của đời con gần đây được khán giả chia sẻ nhiệt liệt. đây có thể được xem là lời tâm sự tận đáy lòng của anh gửi đến mai phương và con gái La Vi. không cầu kỳ trong âm nhạc và hình ảnh, thế nhưng đoạn clip khiến nhiều người phải dưng dưng khi nghe lại vì giai điệu ca từ đầy cảm động. Nhiều người nói rằng cuộc đời con người không quá dài, nếu sống hay sống như thế nào để không hối tiếc. Và Mai Phương cũng thế, mặc dù cuộc đời cô không quá dài, thế nhưng cô thực sự tỏa sáng rạng rỡ như đóa hoa hồng kiêu sa trong bão của làng giải trí Việt Nam. Hỏi được. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.